Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh Người đưa tin. Dự báo thời tiết ngày 8 tháng 8, Bắc Bộ và Trung Bộ hứng đợt nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37 độ. Trong khi đó, người dân các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ cần đặc biệt cảnh giác với mưa lớn và nguy cơ lốc xét. Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa to. Thời tiết hiện tại ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, một số nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Mưa tập trung vào chiều tối. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Người dân cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, gây ngập úng tại các khu đô thị. Thời tiết Hà Nội tiếp tục nắng nóng, chiều tối có khả năng mưa rông, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, nên trong hai ngày tới, nhiệt độ Hà Nội tiếp tục tăng, trời có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 37 độ C. Phần cuối của bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Còn bây giờ là những thông tin đáng chú ý tại Việt Nam và thế giới. Mưa lớn trong 2 ngày, 9 người thương vong tại các tỉnh miền Bắc. Mưa lớn từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 gây thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái và Hòa Bình. Cụ thể có 5 người tử vong, trong đó Hà Giang 2 người, Lai Châu 1 người, Sơn La 1 người, Hòa Bình 1 người. Bốn người bị thương tại Hà Giang, Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình. Các nạn nhân tử vong chủ yếu do sạt lở đất vùi lấp, xét đánh. Mưa lớn cũng đã khiến cho 121 nhà ở bị thiệt hại, ngập úng và ảnh hưởng như Hà Giang 48 nhà, Lào Cai 37 nhà, Lai Châu 12 nhà, Yên Bái 24 nhà, 10 nhà phải di dời khẩn cấp ở Hà Giang. Về nông nghiệp, 95 hecta lúa bị ngập, ảnh hưởng và thiệt hại. Về chăn nuôi, 2.329 con gia súc gia cầm bị chết, Hà Giang 72, Yên Bái 2.257. Về giao thông, 170 điểm giao thông bị sạt lở, ách tắc tại Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Một số công trình thủy lợi, kênh mương bị hư hỏng. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Lũ lụt gây vỡ đê ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, 28.000 người phải sơ tán. Trong hai ngày qua, hơn 28.000 cư dân của tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc đã phải sơ tán sau khi một đợt mưa lớn khiến mực nước ở sáu con sông vượt qua mức cảnh báo. Mưa lớn như trút nước đã tấn công nhiều khu vực trong tỉnh Liêu Ninh từ 7 giờ sáng ngày 5 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8, với lượng mưa lớn nhất trong một giờ đạt 81,9 mm tại quận Sinh Long Tai ở thành phố Bản Cầm, Lượng mưa trung bình của tỉnh đạt 25,4 mm trong 24 giờ. Để ứng phó với đợt mưa bão mới nhất này, 8 trong số 14 thành phố của tỉnh Liêu Ninh đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 hoặc cấp độ 4 để kiểm soát lũ lụt, bao gồm cả thủ phủ Thẩm Dương của tỉnh. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để kiểm soát lũ lụt, trong đó cấp độ 1 là biện pháp ứng phó khẩn cấp nhất. Sở Tài nguyên nước của tỉnh Liêu Ninh đã huy động người dân tuần tra sông và kiểm tra hồ chứa. Đài quan sát khí tượng của tỉnh cho biết dự kiến mưa lớn sẽ kéo dài đến giữa tuần. Trong những ngày qua tại các địa phương trên của Trung Quốc, liên tiếp xảy ra lũ lụt và sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của người dân. Cuối tuần vừa qua, mưa bão lớn hoành hành tại tỉnh Hồ Nam cũng gây ra lũ quét lở đất, phá hủy nhà cửa và đường xá. Thành phố Tư Hương thuộc tỉnh này bị ảnh hưởng nặng nề khi mưa lớn cướp đi tính mạng của 30 người và 35 người khác mất tích. Ngày 6 tháng 8, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã quyết định tiếp tục phân bổ thêm 465 triệu nhân dân tệ, khoảng 65 triệu đô la Mỹ cho 7 tỉnh, thành, gồm Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Hồ Nam, Trùng Khánh, Từ Xuyên và Thiểm Tây, nhằm hỗ trợ thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, khôi phục hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt bình thường, của người dân tại các khu vực xảy ra thảm họa sớm nhất có thể. Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày 8 tháng 8 năm 2024 Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, gió đồng nam đến nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Sơn La Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Riêng Nam Sơn La Hòa Bình từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía đông bắc bộ... Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 33 đến 35 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thủy điện Hòa Bình xả lũ, người dân sống ở hạ lưu sông Đà càng thêm chật vật. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ tư hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 11 giờ ngày mùng 6 tháng 8 năm 2024. Sau khi thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ tư, mực nước sông Đà dâng lên rất nhanh. Phần thân kè chống sạt lở bờ hữu sông Đà, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình chỉ còn cách mặt nước khoảng hơn 1 mét. Mực nước dâng cao, đường dây điện của người dân chạm sát mặt nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về điện. Ông Ngô Văn Thị, người dân làng Vạn Trài chia sẻ, vào cuối tháng 7, Thủy Điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ tư, gia đình tôi bị chết khoảng 5 đến 6 tạ cá lang đen do cá bị trôi nước. Sau khi cá chết, gia đình phải bán hết gần 1 tấn cá lang đen đang nuôi vì sợ để lâu sẽ bị chết hết. Bên cạnh đó, mỗi lần Thủy Điện xả lũ, người dân chúng tôi lại vất vả mấy tiếng đồng hồ để di chuyển lồng bè vào nơi an toàn. Xóm Tân Thành, xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình hiện có khoảng hơn 20 hộ sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản mỗi lần thủy điện xả lũ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt cũng như thu nhập của họ. Ông Ngô Văn Linh, xóm Tân Thành cho biết, nhiều lúc chúng tôi đi đánh bắt cá vào ban đêm, không biết việc thủy điện xả lũ thì rất nguy hiểm. Ngoài ra, thủy điện xả lũ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Nước sông Đà dâng cao khiến nước tại các nhánh sông suối cũng dâng theo, ảnh hưởng tới việc thi công công trình tại phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình. Những thông tin vừa rồi đã kết lại chương trình hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại